Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới altcoin đi thì mình thì được làm Bitcoin thì đang nguội lại. Thực ra mà nói là trong vòng 7 ngày qua Bitcoin vẫn có cái sự tăng trưởng là 5,1%. Nhưng mà Bitcoin thì đã nguội lại ngày hôm nay xuống 0,8% những cái altcoin thì phải thấy cũng đang nguội lại. Các bạn thấy là ngày hôm nay thì altcoin cũng đi xuống theo Bitcoin nhưng mà không có nhiều. Các bạn thấy là Ethereum thì điều chỉnh lại là dưới 600 đô trừ 1,6%. Chúng ta sẽ nói thêm rất nhiều những chi ti tiết liên quan tới Ethereum và tại sao mà Ethereum là cái mục tiêu mà thường rất là quan tâm đến trong một năm tới đây và cũng sẽ là một cái mảng mà thường sẽ chung bình giá rất là nhiều trong thời gian tới đây thường đã chung mình giá rất nhiều vào Ethereum trong vòng 3 năm qua các bạn cũng đã biết là ngoại trừ Bitcoin ra thì Ethereum đó chính là cái phần trăm đầu tư nhiều nhất ở trong cái chương mục đầu tư crypto của Thuận các bạn cũng thấy là liên quan tới XRP thường sẽ nói thêm về XRP một lát nữa liên quan tới Spark Token và uh, Flare Networks thì các bạn thấy là tới các đồng thì cũng đã đi xuống theo Bitcoin điều chỉnh là một phần nhưng mà không có nhiều à, chúng ta thấy là đây là một cuộc điều chỉnh thì cũng rất bình thường mà thôi tại vì thị trường altcoin đã rất là nóng khi mà đi theo Bitcoin trong vòng một tuần qua thì bây giờ điều chỉnh lại cũng là một chuyện mà thường cảm thấy là chúng ta cũng đã đón trước được thị trường ngày hôm nay phần lớn là màu đỏ các bạn thấy là những đồng lớn thì ngoại trừ là đồng nem và đồng lay có thể có chút tăng trưởng ra phần lớn ngày hôm nay thì đều là một cái màu đỏ thì Chúng ta nhìn vào thị trường cổ phiếu như thường đã chia sẻ ngày hôm qua thì để thuộc Refresh Channel này lại thì cổ phiếu ngày hôm qua đương nhiên là đã có một cái sự đi xuống nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn là cổ phiếu đã có cái sự tăng trưởng rất là cao cho nên ngày hôm qua điều chỉnh lại một phần cũng là bình thường và ngày hôm nay cổ phiếu lại tiếp tục tăng lên và chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đạt được cái đỉnh mới và các bạn thấy là cổ phiếu ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones tăng 1,04% S&P 500 tăng 1,33% và Nasdaq tăng 1,24% và chúng ta nhìn vào dầu đi, thì dầu ngày hôm nay thì cũng tương tự như ngày hôm qua, hôm qua là khoảng 45, bây giờ là 44 trong một thùng dầu, đây là hợp đồng của dầu, chúng ta nhìn vào vàng, thì các bạn thấy được là vàng thì ngày hôm nay cũng có một sự hồi phục là bây giờ đã trở lên trên 1.800 đô lên 1,8% thì về việc cổ phiếu các bạn đã biết là những cái nhà đầu tư bây giờ thì rất lạc quan về tương lai của cổ phiếu, cho nên chúng ta nhận được những thông tin là có một số tiền lớn đã được đưa ra khỏi thị trường vàng. Thị trường vàng chúng ta nói tới đây là những cái quỹ đầu tư liên quan tới vàng thì đã dẫn đến một cái sự rời khỏi thị trường vàng. Nghĩa là những nhà đầu tư họ lấy số tiền đó ra và số tiền đó là được đẩy vào cổ phiếu có rất nhiều dẫn chứng như thầy đã chia sẻ ngày hôm qua là khi mà chúng ta thấy cái số lượng tiền rời khỏi thị trường vàng thì cái số lượng tiền gần như tương tự cũng đã đưa vào cổ phiếu. Tại vì những nhà đầu tư bây giờ đã bớt lo ngại hơn về những cái điều mà họ lo ngại trước đây Trước đây những nhà đầu tư họ lo ngại là có một cuộc khủng hoảng xảy ra Các bạn thấy là bắt đầu từ tháng 3 đã có những sự lo ngại đó Nhưng mà càng ngày thì chúng ta lại càng nhận thêm nhiều những cái thông tin mà nhiều người cho là rất lạc quan Chúng ta thấy là bây giờ đã nhìn thấy được những cái thông tin rất là chi tiết liên quan tới vaccine là khi nào có và vaccine gì đang tới đâu và khi nào mới bắt đầu chích thì đã dẫn đến là rất nhiều người đã lạc quan về năm kế tiếp của nền kinh tế cho nên chứng khoán đã bắt đầu có cái sự tăng trưởng rất là mạnh và trong năm nay thôi một năm mà có dịch bệnh cho bạn cũng thấy là những chỉ số như S&P, Nasdaq đã liên tục đạt được những cái đỉnh mới nhưng mà hôm nay vàng cũng có cái sự tăng trưởng tại vì chúng ta lại có thêm một số thông tin liên quan đến stimulus như là liên quan đến cái gói hỗ trợ thì đương nhiên khi mà gói hỗ trợ sẽ dẫn đến là có tiền được in ra và dẫn đến là lạm phát lại tiếp tục tăng lên thì vàng là một trong những cái công cụ để mà chống lạm phát rất là truyền thống và sau này chúng ta sẽ có những công cụ như là bitcoin được xem là những cái công cụ chống lạm phát rất là phổ biến nhưng mà cho đến bây giờ thì bitcoin vẫn chưa phải các bạn thấy được là phần lớn mọi người đều coi bitcoin như là một cái mảng đầu cơ một cái mảng đầu tư mà có lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro rất là cao cho nên bitcoin thường thì các bạn thấy được là nếu như mà cổ phiếu tăng thì Bitcoin cũng sẽ tăng theo tại vì khi mà những nhà đầu tư họ rất lạc quan về tương lai thì họ muốn có lợi nhuận cao và khi mà lợi nhuận họ cảm thấy không đủ họ lại muốn có lợi nhuận cao hơn nữa thì họ sẽ dấn thân vào những cái mảng đầu tư mà có cái nguy hiểm cao hơn và Bitcoin bây giờ thì vẫn là một cái mảng đầu tư mà nhiều người cho là có nguy hiểm cao, lợi nhuận cao mặc dù là một số người như là bản thân thuận thì cho Bitcoin là một cái loại tài sản lưu trữ lâu dài như là vàng điện tử nhưng mà nhiều người bây giờ vẫn chưa nhìn Bitcoin với cái góc độ đó chúng ta sẽ nói thêm về cái tình hình của gói hỗ trợ một lát nữa, tại vì đây là một trong những điều sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự tiến triển của thị trường chứng khoán trong ngày tới đây, tại vì đây là cái tin tức um, rất là nóng, tại vì các bạn thấy được là hầu như chúng ta nhìn vào những tin tức liên quan tới tài chính, thì những thông tin liên quan đến uh, cuộc bầu cử thì cũng đã giảm đi rất là nhiều, chúng ta thấy được là phần lớn mọi người bây giờ chú tâm đến là cái mùa mua sắm của năm nay. Có nghĩa là cuối năm của năm 2020 này thì cái mùa mua sắm, cái mùa lễ um, Black Friday, cái mùa uh, lễ Noel thì mua sắm thu nhập sẽ như thế nào? Đây là điều mà nhiều người quan tâm đến. Và tình hình bây giờ thì tuy là những cái mall, những nơi mua sắm thông thường thì họ đã có thu nhập rất là thấp tại vì đương nhiên dịch bệnh người ta không có đi mua sắm nhiều nhưng mà ngược lại mua sắm trên mạng online thì lại có nhiều cái kỷ lục mới được đạt trong năm nay chúng ta sẽ nói thêm về những vấn đề này một lát nữa nhưng mà một điều rất là thú vị ở đây các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trang cnbc.com thì chúng ta nhìn vào những cái tin tức mới nhất các bạn thấy được là chúng ta có tin tức liên quan đến Ethereum cái đây chỉ hai tiếng thôi thì Ethereum đã lên trên trang web cnbc đây là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy được là cnbc Thường thì chỉ nói về Bitcoin mà thôi, rất ít khi nói tới những cái altcoin Và các bạn thấy được là CNBC thì ngày hôm nay cũng đã chia sẻ về Ethereum và cái nâng cấp Ethereum 2.0 Và những người mà đầu tư các bạn thấy là rất quan tâm đến những cái đài như là Bloomberg, CNBC Cho nên nếu như CNBC nói về một cái đồng nào thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải um, quan tâm đến tại vì sẽ có rất nhiều người đọc những bài viết như là tv hai và cái câu chuyện mà họ đưa ra rất là quan trọng tại vì cái câu chuyện đó là cái lý do tại sao một người có thể đưa ra quyết định là sẽ đầu tư một phần vào tv hai thì khi mà thị trường tăng trưởng thì chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái tin gọi là những cái tin first hay là fear uncertainty and doubt đây là cái chữ viết tắt là cái chữ mà chúng ta dùng rất là nhiều ở trong thế giới đầu tư và nhất là ở trong cái thị trường crypto này thì first mỗi lần mà nói là tin first có nghĩa là những cái tin mà được đưa ra chủ yếu là làm cho mọi người lo ngại để cho người ta có thể là dụ các bạn bán crypto chúng ta của các bạn để người khác có thể mua với cái giá rẻ hơn đây là những cái tin tức gọi là tin first và một trong những cái điều mà chúng ta thấy là khi thị trường tăng trưởng như bây giờ thì những tin first thì lại đi trở lại nhưng là chúng ta lại thấy một số bạn nói về à, cái việc là đào Bitcoin rất là tập trung Các bạn thấy được đây là cái thống kê ở trên blockchain.com về những cái hội đào Bitcoin Thì các bạn thấy là Bitcoin thì một số người nói là nhìn vào Bitcoin đi chỉ có vài hội đào mà thôi à, Những hội đào như là F2Pool, n com VBTC rất nhiều những hội đào này là những hội đào của Trung Quốc Thì có phải là Bitcoin rất tập trung ở Trung Quốc hay là không? Đây có phải là cái sự lo sợ hay không? Thì những người mà đưa những thông tin đó hay những cái kết luận đó Thì có thể là không hiểu rõ bản chất của những cái hội đào này Đây là một điều mà chúng ta đã có rất là nhiều năm à, Tại sao mà trong những lúc mà Bitcoin đi xuống không ai quan tâm đến Nhưng mà khi Bitcoin lên thì nhiều người đã đem những thông tin này ra Chủ yếu là để làm cho các bạn lo sợ và bán Bitcoin của mình Tại vì các bạn thấy được là hội đào thì có ở khắp nơi Những cái xưởng đào cũng có ở khắp nơi Và thường thì những cái xưởng đào sẽ tập trung vào những nơi nào mà có cái khí hậu là tại vì khi mà đào Bitcoin thì thứ nhất là rất ồn ào, thứ hai là rất là nóng. Cho nên những nơi nào mà có thể chấp nhận được cái độ ồn của đào Bitcoin và thứ nhì nữa là chấp nhận được cái độ nóng của Bitcoin thì những nơi đó là những nơi mà tốt để mà đào. Thì các bạn thấy được là vì lý do đó cho nên dẫn đến là nhiều cái hội đào tập trung vào những cái nơi mà có khí hậu tốt cho cái việc đào. Cho nên các bạn thấy được những cái nơi như là Iceland hay là những cái nơi như là Trung Quốc thì là những nơi rất là phù hợp để mà đào Bitcoin. Và khi chúng ta nói tới những cái hội đào này thì đúng là có rất nhiều máy nằm ở những nơi đó nhưng mà các bạn có thể biết là Bitcoin là cái mạng lưới mở có nghĩa là thuận hay là các bạn có thể tham gia vào đào Bitcoin bất cứ lúc nào các bạn chỉ cần là mua một cái máy đào và khi mà các bạn bắt đầu đào thì các bạn có thể là tự đào nhưng mà xác suất kiếm được Bitcoin thì rất là thấp cho nên nhiều người sẽ lựa chọn là nhập vào những cái hội đào nhưng mà những cái hội đào này đó không có phải là một chủ hay là cái người mà đứng đầu hội đào là cái này máy của người ta. Các bạn thấy được là khi mà thượng muốn đào đi thì thượng cảm thấy là cơ hội đào, giả sử như là Anthpool là một cái hội đào mà có kết quả thì thượng có thể là đưa cái máy đào của thượng vào cho hệ thống của họ thông qua cái software đào của mình. Thì các bạn thấy được là khi mà hội đào đào được Bitcoin thì đương nhiên thượng sẽ được hưởng một phần tại vì thượng đang đóng góp cái tốc độ đào vào trong cái hội đào này. Và nếu như hội đào này mà không có kết quả tốt, thượng hoàn toàn có thể là chuyển qua một cái hội đào khác. Cho nên tất cả những cái tốc độ đào, những cái máy đào ở trong những hội đào này không phải là phụ thuộc vào một người hay là một nhóm mà của rất nhiều người trên thế giới cho nên các bạn thấy được là những hội đào này các bạn nói là tập trung thì cũng không có đúng lắm tại vì những người mà tham gia hội đào hoàn toàn có thể thay đổi pool bất cứ lúc nào cho nên chúng ta nhìn vào cái tài liệu này thì không nên ra cái kết luận là đào rất là tập trung cho nên cái sự nguy hiểm rất là cao tại vì giả sử như là các bạn thấy là một cái hội đào mà bị chính phủ Trung Quốc tới để mà dẹp đi thì những cái người mà đang tham gia hội đào đó người ta có thể là chỉ cái máy của người ta vào một hội đào khác cho nên các bạn thấy được là điều này có thể được làm ở bất cứ mọi nơi Cho nên cái việc mà đào bích không tập trung không phải là một điều mà thường quan tâm đến Và chúng ta cũng lại tiếp tục sẽ nghe tới thêm nhiều thông tin liên quan tới Tether in tiền Thực ra đây là một cái mối lo ngại thật sự chứ không phải là tin phết Nhưng mà cái mối lo ngại này đã có từ bao nhiêu năm qua Các bạn thấy được là từ năm 2017 chúng ta đã nói tới rất nhiều Về cái ảnh hưởng của Tether đối với thị trường crypto Tuy là các bạn thấy là trên thị trường bây giờ có rất nhiều những cái loại token ổn định khác nhau Nhưng mà các bạn thấy được là Tether bây giờ là đồng đứng hàng thứ tư Tổng số vốn hóa của tất cả crypto Và các bạn thấy là tổng số market cap của Tether Bây giờ các bạn thấy đã lên tới là 19 tỷ Các bạn thấy được là một cái con số rất là cao Trong khi mà những cái đồng ổn định khác không có được ưa chuộng bằng Cho nên bây giờ các bạn thấy được là Tether vẫn là cái đồng ổn định đứng đầu và nếu như các bạn hỏi Thuận 3 năm trước là 3 năm sau Thuận nghĩ là Tether vẫn là lựa chọn hàng đầu của những cái người mà tham gia chuyện crypto hay là không thường sẽ không nghĩ như vậy Tại vì thường nghĩ là những đồng khác như là đồng USDC hay là những cái đồng ổn định của những công ty khác như là Paxos Standard thì sẽ có cái giá trị hơn, nhiều người sẽ tin tưởng hơn tại vì kiểm toán nhưng mà cuối cùng Tether vẫn là đồng ổn định đứng thứ nhất trên thị trường này và đứng thứ tư trên tất cả những cái uh, crypto cho nên các bạn thấy được là Tether vẫn là một cái mối lo ngại Nhưng mà thật sự mà nói là không có một tin tức nào mới liên quan tới Tether hết Cho nên Tether vẫn là một cái mối lo ngại trong thị trường này Nhưng mà đây là mối lo ngại đã có trong vòng mấy năm qua chứ không phải là mới Cho nên khi mà các bạn nhận được những cái thông tin liên quan tới Tether Thì các bạn cũng cần phải hiểu là thông tin này là mới hay là chỉ là cái thông tin cũ mà họ sao tới sau lui Để gây ra cái sự nhiễu loạn trên thị trường crypto mà thôi